Cản Jack chiêu câu SIM, biến iPhone lock thành iPhone quốc tế. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người về iPhone. Gian thương đã hô biến iPhone khóa mạng, giả dạng phiên bản quốc tế một cách tinh vi, sau đó bán với giá cao. Mới đây, một kỹ thuật viên điện thoại đã chia sẻ cách thức biến iPhone 5S lock thành iPhone 5S phiên bản quốc tế bằng thủ thuật câu SIM ghép. Bằng mặt nhỏ kết nối với thẻ SIM được sử dụng nhằm đánh lừa iPhone, rằng đây là SIM của nhà mạng. Cách thức này cũng có thể được áp dụng đối với các phiên bản iPhone khóa mạng mới hơn như iPhone 6, 6S. Cụ thể, những tay thợ đầu tiên sẽ vô hiệu hóa chân SIM máy. Khung lắp SIM vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Nhưng các chân SIM này không còn kết nối trực tiếp với mainboard, mà nối với SIM ghép được dán ở mặt sau thông qua dây đồng. Về cơ bản, cách thức này tương tự việc xài SIM ghép. Nhưng thay vì ghép ngay dưới SIM, SIM ghép sẽ được giấu phía sau nhằm mục đích đánh lừa. Thông thường, việc sử dụng SIM ghép thường đi kèm với các lỗi vặt như sóng không ổn định, mất sóng, không thể truy cập mã sao 101 thang 2, 2 sao 100 thang để xem số dư tài khoản hay nạp tiền là phải gọi 900 hoặc 901, phải nhập mã quốc gia 084 để danh bạ hiển thị đúng. Tuy nhiên, các tay thợ có thể sửa các lỗi này bằng các công cụ như CDA, WinMesh. Và nếu không phải người từng sử dụng iPhone lock hoặc am hiểu iPhone, người dùng rất dễ bị qua mặt. Theo anh Đào Nhật Duy, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh iPhone, iPad tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, đây là chiêu thức không phải mới mà đã xuất hiện từ thời iPhone 4. Những nhiệm vụ đánh lừa người dùng với chiêu thức câu SIM ghép khi đó đã phát hiện và bị lên án một thời gian. Tuy nhiên, sau đó lại tiếp tục được các gian thương âm thầm áp dụng, anh Huy chia sẻ. Cũng theo anh Huy, giá một chiếc iPhone 5S lock hiện chỉ còn hơn 2 triệu đồng, trong khi bản quốc tế có giá 4 triệu đồng nếu mua sắt tay hoặc gần 7 triệu đồng nếu mua chính hãng. Mức giá iPhone 6, 6S giữa các bản khóa mạng với quốc tế cũng chênh lệch vài triệu đồng trở lên. Đây là lý do nhiều gian thương cố ý đánh lừa người dùng. Do đó, khi mua iPhone sắp tay, người dùng nên đi cùng người nào am hiểu thiết bị này để kiểm tra sản phẩm, hoặc cũng có thể tự mình làm điều đó bằng cách reset lại từ đầu. Nhưng cách tốt nhất là restore lại iPhone, bởi khi thực hiện thao tác này, iPhone sẽ phải fix lại lỗi, phải active như các dòng máy lock khác. Nhu cầu mua điện thoại, đặc biệt là iPhone cuối năm tăng khá cao, nên sẽ có nhiều chiêu lừa kiểu này. Do vậy, người mua nên cần tỉnh táo để tránh gặp phải hàng kém chất lượng, anh Duy cảnh báo.